Xin chào tất cả các anh em và các bạn nha. Hôm nay 15 tháng 10 mình tiếp tục lên clip mới nữa ha. Thì cũng xin giới thiệu với các anh em một số máy khoan và máy bắn vít hàng bãi nội địa Nhật ha. Thì anh em xem mình test máy trên video thì có gợi ý cái sản phẩm nào thì liên hệ là với mình số điện thoại là 05838 19402. Zalo mình cũng xài số đó luôn. Hình thức mua bán của mình là anh em chốt máy thì cọc cho mình 50k ha. Rồi nhận máy là thanh toán phần còn lại và tiền phí ship. Anh em mua và chuyển khoản đủ từ 400 trở lên mình bao ship ha. Rồi mình nhắc thêm là mình bán đa số là thân máy vỏ pin. Anh em xem mình test máy nó sẽ chạy hoàn chỉnh trên video thì anh em về anh em phải đóng pin lại mới xài được nha, chứ còn hiện tại bây giờ là nó có vỏ pin ha, còn pin của nó đã hư, mình về mình phải coi như là tái tạo lại cái pin đó mình mới sử dụng được. Rồi rồi mình xin phép vô chi tiết luôn nha. Thì đầu tiên có con máy khoan bắn vít ha. À, con này là 7V2, mã nó là EZT160, dòng này là dòng khoan nhỏ nha, làm việc nhẹ. À, con này đã được lên pin nha anh em, con này đã được đóng pin lại ha. À, anh em về là sử dụng thôi, mình bán một bộ là như thế này ha, anh em về và rồi sử dụng luôn khỏi lo đóng pin. Thì trong đây chỉ có một tay này nó có pin thôi, còn mấy cây kia là gần như chưa có đóng ha. Rồi mình test máy nha. Con này là cái cò là mình đã làm lại có điều tóc nha. À, nguyên bản của nó là không có điều tóc, mình làm lại có điều tóc đảo chiều. Máy có 5 cấp trượt, 1 cấp khoan. Đầu kẹp thì là đầu kẹp sắt 10 ly ha. Mình sẽ kèm thêm một cái khóa mở đầu cho anh em. Rồi giắc sạc nó nằm đây anh em ha, giắc sạc nằm đây. Rồi anh em coi ngoại hình ha. Rồi như vậy ha, nguyên bộ gì máy với pin sạc rồi luôn, làm sẵn luôn, anh em về là sử dụng thôi. 350k số 1 nha. Rồi số 2 cũng là một con 7V2 nữa của Black Decker ha, thân máy vỏ pin ha. Con này thân máy vỏ pin thì đầu kẹp nó cũng là đầu kẹp 10 ly, cũng là 5 cấp trượt nha anh em, 5 cấp trượt 1 cấp khoan. Đó, dặn nhà cái mũi khoan về đây là coi như mình khoan nó sẽ không trượt nữa, còn như đây thì để cấp trượt thì chúng ta để dặn vít rồi ha. À, đầu 10 ly ha, nhẹ nhàng. Rồi test máy ha. Con này là 7V2 nha anh em. Con này là không có, nó nguyên bản của nó là không điều tắt ha. Rồi máy hoạt động nghiêm chỉnh nha. Để thử cái này, nó cái loại này nó khó, hơi khó thử, mình thử như vậy, còn cấp trượt thì anh em coi ha. Đầu thì nhẹ nhàng ha. Đó. Rồi con này số 2, thân máy vỏ pin ha, 200k, tới 130k. Đó, anh em về đóng pin lại 2 xeo thôi là xài ngon lành. Rồi. Số 3 là một con cũng một con của Ryobi ha, con này cũng 7V2, giá 130 luôn, là thân máy vỏ pin. Ha. Thân máy vỏ pin luôn. Này đóng tên
chừng cái đóng tem nhiều quá không biết ăn không. Đó. Chiều tóc ha. Theo chiều. Đó. Có nhanh chậm anh em ha. Ở đây có nhanh chậm ha. Cách trượt nè. Đó. Đầu ha, đầu không kẹt ha. Đầu nhẹ nhàng. Rồi. Con này cũng là thân máy vỏ pin. Đó, hình thức nó gì ha, 7V2. Đó, giá 130k thân máy vỏ pin ha. Con này có thêm cái nhanh chậm ha, con này coi như nhỏ mà chức năng đầy đủ hết nha anh em. Đủ mấy chức năng hết ha. Rồi, con số 3 ha. Rồi, số 4. Số 4 là một cái thân của con bắn dít ha. Con này là 12V. Đó, 12V thì con này nó để chữ Nhật không nha, không biết cái xuất xứ của nó như thế nào ha. Nhưng mà thường thường là dòng này là Đài Loan xuất Nhật. Đầu con này còn mới ha anh em, đầu cứng nhắc ha, không có rơ ha. Rồi mình test máy luôn. Ủa rồi. Chiều tóc ha. Đầu cứng không rơ anh em ha. À, thắng điều tốc đảo chiều ok ha. Rồi mình kẹp gì mà không có đánh búa được cho anh em xem ha, nhưng mà yên tâm máy này giờ còn rất là ok ha. Máy còn mới ha, chưa có như là sử dụng nước thôi. À, cái đầu nó còn bóng nữa nè. Đó anh em về ghép thêm cái đế chuyển của Makita là xài ngon lành. Rồi giá thân máy 140 ha. À, số 4. Số 5. Năm là một con khoan nữa của này là không biết của ai luôn. Dòng này 9.6 anh em ha. 9.6. Rồi cái chân này thì anh em về anh em cũng tháp đế Makita vô xài ha, giá 120 thân máy. Đầu nhẹ ha. Cấp trượt. À, 5 cấp trượt, 1 cấp khoan. Rồi test máy luôn. Là có điều tóc mà không có thắng mà. Điều tóc ha. Đầu chiều. Nhẹ ha. Rồi thân máy anh em, thân máy 120k số 5. Rồi số 6. Số 6 là một cái con thân máy của cái khoan 9.6 Makita luôn ha, giá 180 ha. Con này là 16 cấp trượt, 1 cấp khoan. Đó, cái mã là 6261D. 6261D ha. Đầu kẹp này 10 ly. Khóa cấp trượt nhẹ ha. Đó, đầu kẹp nhẹ luôn ha. Rồi test máy. Điều tốc. Thắng. Đảo chiều. Ok anh em ha.
Con này thân máy thôi nha, 180k thân máy. 9.6 nha anh em. Này cái xác nó hơi to ha, có nhánh chậm ha. Rồi, con số 6 nha. Rồi số 7. Số 7 là một con khoan nữa của Nati ha, 12V. Mã nó là 1AZT105 ha. Con này đầu kẹp 10 ly. 20 cấp trượt. 21 cấp trượt, 1 cấp khoan ha. Máy cũng còn khá ok ha. 12V nha anh em, con này 12V. Rồi test máy luôn. Con này là không có thắng, không có điều tốc nha anh em. Bóp là chạy thôi ha. Tốc chậm ha. Rồi, máy ok nha anh em. Thắng ha. Đảo chiều. Và máy hoạt động mạnh, ngon lành ha. Đầu không kẹt. Rồi con này là nguyên bản của nó là không có điều tóc ha, cái cò của nó như vậy ha. Rồi, anh em nào muốn làm thay cò điều tóc thì mình liên lạc sau ha, hoặc là đóng pin. Tất cả những con máy này thì mình cũng nhận đóng pin nha anh em, còn nào có nhu cầu đóng pin thì liên hệ với mình. Rồi số 8, giá 150k thân máy vỏ pin, một con khoan của Sheet 9.6, ngoại hình nó như vậy. 9.6 thì cái vỏ pin này thì anh em về đóng vô 3 cell là thành 12V rồi, mình hoạt động ngon lành. Đầu không kẹt ha, cấp trượt. Con này có 5 cấp trượt. 5 cấp trượt, 1 cấp khoan ha. Có nhanh chậm luôn nha anh em. Rồi test máy. Không có bị tóc nha, bớt là chạy thôi. Mày chỉnh lên cấp lớn là nó mạnh hơn. Cái này là cấp nhỏ của nó thôi. Rồi qua tóc nhanh chậm, qua tóc chậm đi. Nhanh. Rồi. Thân máy vỏ pin 150k ha. Rồi anh em xem màn hình nha. Rồi số 9 cũng như vậy luôn ha. Con này thì màu xanh, con kia màu xám. Đó, con này thì tương đối sáng sủa hơn tí. Đó, hoạt động rồi, mẫu mã đồ y như con kia hết anh em ha. Đầu nhẹ nè ha, cấp trượt. Đó, có nhanh chậm luôn ha. Rồi test máy. Nó ra tan nhiều quá. Này là bên chùi nữa. Này mình để lâu quá là cái hơi pin hơi axit ở trong cái pin cũ anh em, nó bốc lên là nó sẽ làm anh móc cái chân pin này hết, và nó sẽ giảm đi cái phần tiếp xúc. À, con này không bị tóc ha, bóp là chạy thôi. Đảo chiều.
Tao chịu ở đây. Máy hoạt động ok ha anh em. Giá này thì rẻ đặt bền ha anh em, về lên pin lại ha, thì có một con máy pin ha, mình xài công việc nhà rồi cũng ok ha. Thì có điều tốc thì mình tính theo điều tốc, còn không điều tốc thì mình sẽ sử dụng cái cấp trượt đó, cấp trượt nhẹ nhất rồi tới nâng lên từ từ tùy theo cái mức độ công việc mình cần xài. Nói chung là ổn ha, quen 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 việc với lại quen đồ nghề, nói chung là cái máy nào mình cũng tận dụng, mình xài được hết. Rồi số 9 150k. Số 10 là một con bắn vít của Black Decker ha. Đó, con này là 14V4. À, con này 14V4 ha. Đó. À, ngoài hình máy thì nó như vậy ha, anh em coi ha, đầu cứng không có rơ ha. 14V4. Rồi để mình lấy pin mình thử coi. Rồi pin pin chưa sạc nữa nè, giờ lâu lắm, giờ lấy cái này mình sạc luôn. Rồi. Tắt ha. Đảo chiều. Để cái cây này dính vô đây luôn rồi chết chắc. Này có đây là phần cái chỉnh mạch của nó ha. Đó có đèn anh em ha. Tắt đèn. Tắt đèn đây, mở đèn đây. Rồi. Báo pin. Báo pin này thì nó hơi dơ ha, anh em về chùi lại. Đó, nó nhá lên đó. Ha, có báo pin nha. Nó dơ á. Thân máy vỏ pin 400 ha. Con này là cái vỏ không nha, cái vỏ với cái chân tiếp xúc ở đây ha, nó pin nó chảy ra lấy ra. Rồi 400 thân máy vỏ pin số 10 nha, anh em coi lại màn hình. Pin này thì cái vỏ cao luôn nha anh em, vỏ lớn này đóng pin dễ ha. Anh em muốn dễ anh em đóng hai pin 217, còn không thì 186 thì 8 cell nó cũng vô đây là cọt sớt. Rồi số 11 là một con 14V4 nữa của Riwi ha. Đó. Vỏ này là vỏ một hàng xeo ha. Đó, trong đây nó chứa được 4 viên. Đó, hình thức cái máy này thì hơi cũ nhưng mà máy hoạt động nghiêm chỉnh ha, cứng đầu cứng không có rơ lắm. Giá con này là 320k ha, số 11. Máy có đèn nha anh em. Đảo chiều. Rồi, thân máy giữa pin 320k. À, 14V4 nha anh em. Con này là 14V4 nha. Dòng này anh em nào chuyên về Ryobi anh em biết mấy cái dòng này nó rất là mạnh nha, xài rất bền bỉ. Rồi, con số 11. Số 12. 12 là một con khoan của Nati ha. Con này dòng này là 15V6 ha. 15V6 mã là 6230, đầu kẹp photolock 13 ly, đầu khóa trục ha, 5 cấp trượt, 1 cấp quang. Con này tới mười mấy rồi, con này 21 cấp trượt, 1 cấp quang ha.
21 cấp trượt một cấp quan, có nhanh chậm ha. Đó ngoại hình máy anh em coi, mất tem bên đây, máy thì cũ ha. Giá con này là 330k, thân máy vỏ pin. Rồi test máy. Chiều tốc. Đảo chiều. Nhanh chậm. Cái này chậm á, cái này nhanh nè. Đang thử pin 12 anh em ha. Con này là cái vỏ pin đó là anh em lên 10 lên 8 xe coi như là 14 volt ha. Sạc đầy nó lên 17. Đó. Rồi, con này thân máy vỏ pin 330k. Số 12. Số 13. Là một con khoan của Ryobi 12V. Đó, ngoại hình máy ha, anh em coi ha. Cao su dập dập chút. Đó. 20 cấp trượt, 21 cấp trượt, 1 cấp khoan, đầu kẹp 10 ly. Rồi test máy. Chiều tốc. Rồi, máy hoạt động nghiêm chỉnh nha anh em. Ha, đầu nhẹ ha. Rồi, cấp trượt cũng nhẹ luôn ha. Nhanh chậm ha. Đó. Rồi, anh em coi lại màn hình nha. Số 13, 250k thân máy vỏ pin nha. Rồi, hôm nay mình có vài con máy xin giới thiệu tới anh em ha. Thì anh em xem có sản phẩm nào vừa ý thì liên hệ lại với mình, số điện thoại là 05838 19402, Zalo mình cũng xả số đó luôn. Rồi có đóng pin thì anh em cũng liên hệ với mình ha, liên hệ và mình sẽ báo về giá pin hoặc là loại pin nào tùy theo ha. Rồi sau cùng xin chúc anh em cùng gia đình thật nhiều sức khỏe, có nhiều công việc tốt và thuận lợi với mình ha, công việc làm ăn ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại ở video sau.